أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمين الحمد لله Câu đó với ý nghĩa là tôi xác nhận không có thượng đế nào khác ngoài Allah, và tôi xin xác nhận Muhammad là sứ giả của Allah, và em đã trở thành người Muslim với cái tên là Suhaila, Suhaila binti Abdullah. Và xin mời em chúng mình đến với Allah. Amin, alhamdulillah.